Sáng ngày 17 tháng 5, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham dự hội nghị có các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, đồng chí Nguyễn Văn Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố, đến nay trên địa bàn thành phố Chí Linh có 10.058 người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó mới chỉ có 2.544 người hưởng thông qua hình thức không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ 23,5%, thấp hơn tỷ lệ chung của toàn tỉnh để hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch số 1709 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ các khó khăn vướng mắc như việc đồng bộ thông tin đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, việc phát triển mạng lưới, các cây rút tiền mặt ATM của các ngân hàng tại các địa phương xa trung tâm, công tác tuyên truyền vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, mở tài khoản tại các ngân hàng. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, để hoàn thành chỉ tiêu mở tài khoản tại ngân hàng để chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 7.500 người còn lại, yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các xã phường tập trung đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền và hướng dẫn người dân mở tài khoản tại các ngân hàng để chi trả. Giao Bảo hiểm xã hội phối hợp cùng Bưu điện Chí Linh, các tổ chức ngân hàng hướng dẫn trực tiếp người dân sử dụng hình thức nhận lương hưu qua tài khoản trong kỳ phát lương hưu tháng 6. Giao Ủy ban Nhân dân các gia phường chỉ đạo các tổ hướng dẫn khu dân cư lấy ý kiến nguyện vọng và nhu cầu mở tài khoản một trong số các ngân hàng trên địa bàn thành phố để làm cơ sở cho các ngân hàng hỗ trợ người dân phát hành thẻ. Đối với các ngân hàng trên địa bàn thành phố, xin ý kiến của ngành giao cấp trên triển khai hỗ trợ tối đa người dân khi mở tài khoản, đảm bảo việc ưu đãi giữa các ngân hàng là như nhau. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu trong tháng 6 phải hoàn thành việc mở tài khoản đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trong tháng 9 năm 2024 hoàn thành 100% việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản đối với người dân